Nguyên Khôi xin kính chào Tấn Ngộ, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là tiết mục đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin chào Tấn Ngộ quý vị. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin phép rất nhanh. Được cảm ơn quý vị đã gửi rất nhiều tài liệu qua email và chúng tôi cố gắng là xem thử cái nào dùng được thì chúng tôi dùng. Bởi vì có những bài quý vị gửi khá dài. Riêng Hoàng Tuấn thì được biết là có một người gửi email vô trong đài mà cho tiết mục đọc báo Vẹm. Thì xin anh Nguyên Khôi lượt dùm cái lá thư mà một vị khán thính giả đã gửi vô cho đài. Dạ, một người ký tên là Thợ Lặn, cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa viết thư gửi cho đọc báo Vẹm như sau. Kính gửi hai anh Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn, xin vắn tắt vài hàng để tiết kiệm thời giờ của hai anh. Tôi xin bổ túc tin tức thối về bể phốt ở thủ đô ngàn năm văn vật của những đỉnh cao trí tuệ. Sở dĩ đảng ta phải xài từ ngữ của thực dân Force Septic hoặc là Septic Tank là vì cả nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chưa bao giờ xài loại hầm cầu tự hoại. Đây là danh từ miền Nam đã có từ thời xa xưa, lúc tôi học Class Elementary lớp 3 trường làng năm 1948. Vì vậy, bác bảo đảng ta dịch là bể phốt là đúng rồi, vì chính bác cũng chưa hình dung được cái bể này hình dáng như thế nào, nói chi đến những tay chân bộ hạ. Viết đến đây tôi chợt nhớ lại, vâng, cái câu chuyện vị khán thính giả này kể thì rất tiếc là cũng hay, cũng dí dỏm lắm, nhưng mà chúng ta không có thời gian nữa. Thì có thể là chúng tôi sẽ chuyển cho anh Hoàng Tuấn, để anh Hoàng Tuấn một dịp này, anh Hoàng Tuấn kể lại cho quý vị nghe câu chuyện này cũng rất là dí dỏm. Nhưng mà Nguyên Khôi tin chắc là mình đọc sẽ không có hay bằng Hoàng Tuấn kể. Thôi để anh Thợ Lặn, để cho Hoàng Tuấn kể sau nha. Kính chúc hai anh an khang và sớm chấm dứt chương trình đọc báo Vẹm. Có nghĩa là anh chúc chúng tôi mau thất nghiệp. Cảm ơn lời chúc rất là hay của anh. Rồi thì bây giờ thì Hoàng Tuấn xin bước vào chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo trên báo Sài Gòn Giải Phóng viết với cái tựa đề về chính trị là Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu nước. Tức là cho tới bây giờ người ta vẫn bàn tới cái chuyện mà bác đi tìm đường cứu nước. Sáng ngày 26 tháng 5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Hành chính, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch tổ chức họp báo về Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu nước. Thưa quý vị, thì dĩ nhiên là bây giờ người ta thấy lấy hình ảnh của Hồ Chí Minh người ta đánh bóng lên. Bởi vì thực sự nếu bây giờ người ta không nhắc tới ông Hồ Chí Minh đó thì người ta không có cái gì để nói về cái chế độ cả, bởi vì nó xấu quá. Tất cả những người mà hiện đang cầm quyền hay là tất cả những cái thực trạng xã hội bây giờ nó tồi tệ quá, cho nên bây giờ người ta phải lấy lại cái hình ảnh của Hồ Chí Minh. Nhưng mà hình ảnh đó thì thực sự nó cũng không phải là hình ảnh có thật. Người ta chỉ vẽ vời đó thôi. Để người ta đánh bóng về chế độ, thì dĩ nhiên là cái bài báo này người ta ca ngợi về cái chuyện Hồ Chí Minh đi cứu nước ghê gớm lắm. Thì mục đích như thế này, mục đích của hội thảo khẳng định sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của bác là mốc son lịch sử của dân tộc ta, là sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, là lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của người. Thông qua hội thảo góp phần giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức của bác trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, công chức, chiến sĩ và nhân dân. Từ đó nâng cao trách nhiệm của đảng bộ, nhân dân thành phố mang tới người trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm đã khẳng định. Nghe cái tên này ghê gớm không? Thưa quý vị, người ta cứ ca nghe ngợi, cái tên này thấy chủ tịch đảng rồi đó. Người ta ca ngợi là ông Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Thưa quý vị, cho từ lúc mà đi cho tới bây giờ đó là bao nhiêu năm rồi? Từ lúc mà năm 20 mấy rồi ha. Tự nhiên hỏi lịch sử đảng Nguyên Khôi. Nói chung là từ lúc thành lập đảng cho tới bây giờ đó là cũng đã là từ lúc đảng mà cai trị đất nước thì cũng là 66 năm hơn rồi. Thưa quý vị, đã hơn nửa, gần một thế kỷ luôn ha. Hơn nửa thế kỷ ra đi tìm đường cứu nước. Chính vì vậy mà bây giờ cán bộ đảng viên mới học tập cái gương của bác, đã cho con cái liên tục ra đi để tìm đường cứu nước. Nhưng mà đặc biệt đó là bây giờ cán bộ đảng viên khi mà đưa con đi tìm đường cứu nước đó là phải đưa phải tìm đúng chỗ. Chỗ nào? Đi Mỹ, đi Pháp, đi Úc, và đi những cái nước mà nó văn minh tiên tiến. Chứ không có đưa đi Nga và Trung Quốc này kia. Dạ không. Và những cái nước mà ngày xưa đã được bị kết tội là cực kỳ phản động, là tư bản phản động nha. Và trong này nó là theo ban tổ chức thì dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự hội thảo, và trong đó có lãnh đạo đảng, rồi lãnh đạo nhà nước, các nhà khoa học, và có cả người Việt định cư nước ngoài nữa. Người Việt định cư nước ngoài về để cho một cái kinh nghiệm là đi nước nào thì cứu được. Thì tôi đề nghị với anh Hoàng Tuấn và thưa đề nghị với quý vị ở trong nước là như thế này.
để vì quý vị là bác ấy, sau khi bác đi và gọi là tìm đường cứu nước ấy, thì bác mang về ông Mác và ông Lê gì mang cái của quý xã hội chủ nghĩa về gì phải không ạ? Cái của quý đó thưa quý vị bây giờ là còn nước Cộng hòa Bắc Hàn ấy nó còn đang giữ chặt và Cộng hòa Cuba nó còn đang chặt giữ. Thì đề nghị là bây giờ con cái của mình, đảng viên cho của mình đừng cứ cho nó đi vào mấy cái chỗ mà của Mỹ, của Pháp, của thực dân rồi. Của đế quốc nó bị ảnh hưởng xấu đúng. Mà đưa ngay sang một nửa thì sang Bắc Hàn, một nửa thì sang Cuba. Còn anh nào mà muốn gần nhà đấy hơn ấy, thì cho nó sang Trung Quốc cả. Đừng cứ sợ mấy. Cho nên nói như vậy thì theo quyết của bác thì mới đúng là thực hiện cái lời của bác, thực hiện cái mộng ước của bác và làm đúng lời dạy của bác chứ phải không ạ? Đúng, anh có vẻ thuộc bài đấy. Cảm ơn anh. Rồi chúng ta có bài khác. Trước khi mà nó nghe lời bác đó thì chúng tôi mới nhớ ngày xưa ngoài Bắc người ta kháo nhau có một điều là luôn luôn phải ghi nhớ lời bác dạy. Người ta mới ngâm nga như thế này, người ta nói là Bác Hồ dạy cháu xơi rau, đừng xơi cá thịt mà đau dạ dày. Cho nên là cá miền Bắc ăn rau không? Tại vì bác dạy như vậy. Có thịt đâu mà ăn. Thì bác dạy chứ. Không, nhưng mà có cũng không ăn. Cho nên cá miền Bắc là cứ ăn rau không. Cho nên năm 75 khi mà cán bộ đảng viên chúng ta vào miền Nam là anh nào anh ấy là xanh dường cả. Xanh mét cả. Để mời anh. Tàu Trung Quốc ngang ngược vi phạm lãnh hải Việt Nam. À, phải không hay là tàu lạ? À, không, tàu Trung Quốc nói rõ, cái này nói rõ anh ạ. Không có lạ nữa. Không tại vì mình có chụp hình lắm đưa nó lên đàng hoàng. Chúng ta phải rõ ràng cái đây này. Thế thì cũng có tiến bộ được tí tí. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, gọi tắt là PVN, Đỗ Văn Hậu cho biết, sáng 26 tháng 5, các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của Việt Nam, đại khái của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thì thưa quý vị, cái ông này đó thì tiếp nối cái chuyện mà bà Nga kể trước, bà nói chuyện, bà lên tiếng, bà xác nhận là Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Rõ ràng như vậy. Và phản đối những cái hành động của Trung Quốc đưa cái gì đưa làn sóng điện gì vào trong đó và sóng điện thoại gì đó. Điện thoại di động. Gì đó đó. Rồi bây giờ đến lượt mà Tập đoàn Dầu khí là phản đối tàu Trung Quốc ngang ngược vi phạm lãnh hải Việt Nam. Thực sự thưa quý vị, thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng cái này là chỉ là cái màn kịch, cái trò hề, cái phường tuồng mà thôi. Chứ trong thực tâm của họ đó, thì họ đã dâng rồi. Cái gì cũng vậy thôi. Thưa quý vị đã cho rồi, cho cái anh mà anh lúc nãy cũng dòm, anh nhăm nhe, anh cướp nhà của quý vị, anh cướp cái gì đó, anh thích cái đó lắm. Anh, quý vị có một hàng xóm nhà bên cạnh, cái ông này, ông rất thích cái món đồ đó ở nhà quý vị. Ông chầm, ông muốn lâu lắm rồi. Một ngày nào đó, quý vị đẹp trời, quý vị đưa cho ông ta, em biếu bác, thì bác sơi, em biếu bác giữ làm của. Quý vị đã đưa cho người ta rồi thì làm sao quý vị đòi lại được không ạ? Đến về sau này bị hàng xóm hay là bị con cháu nó trách móc sau hồi đó bố lại đưa cái đó, mẹ sao mẹ lại cho cái đó, lỡ dại rồi. Bây giờ không phải la lên tí. Không phải la lên để gỡ thể diện mà thôi, cho hề chứ còn trong thực tâm mấy ông này biết thì chẳng làm gì được. Thì quý vị cũng biết là lâu lâu người ta cũng la một bài như vậy. Không chứ thì còn... kịch nó có kịch bản anh, phải diễn phải đúng kịch bản chứ. Chứ còn quý vị thấy trong quá khứ đó, là cứ ngư dân Việt Nam mình cứ bị bắt, bị đánh đập, bị cướp tàu, bị đủ thứ chuyện, nhưng mà chả bao giờ thấy nhà nước là ra tay để mà cứu ngư dân của mình, mà chỉ có lên tiếng phản đối như vậy thôi. Mà lên tiếng phản đối như vậy thì nó dễ lắm, ai cũng phản đối được. Thưa quý vị, nhưng nói về cái chuyện mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước thì cho đến giờ phút này 36 năm sau ngày thống nhất đất nước và hơn 60 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì những người con, những người dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ra đi như thế nào? Quý vị đã đọc cái bài báo gần đây chưa? Là một cô gái Việt Nam đi lấy chồng Hàn Quốc và bị đâm 53 nhát dao. Điều chúng ta không thể tưởng tượng được. Và nếu Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước đã là hơn nửa thế kỷ rồi, thế thì đất nước chúng ta tại sao bây giờ dân vẫn còn bỏ đi? Nó đã cứu nước rồi, nên mà dân bây giờ vẫn còn bỏ đi. Những cái bài báo ở trong nước cũng như cái nhận định của nhiều người thì nói rằng đa số những cái cô gái mà đi lấy chồng ngoại quốc này đó, dĩ nhiên cũng có những cô thì thích đua đòi, nhưng mà đa số là vì cái hoàn cảnh của gia đình quá nghèo đi, cho nên phải chấp nhận mặc dù mình lấy một cái người chồng mà mình không biết người ta như thế nào, tính tình người ta như thế nào, có điều kiện tìm hiểu ngôn ngữ khác, mọi thứ đều khác cả, và mình sang đất lạ quê người, mình sống một mình cô đơn và có rất nhiều hiểm nguy đang chờ mình trước mặt, nhưng mà vẫn chấp nhận cái cuộc hôn nhân đó. Lý do là tại vì người ta nghèo quá, người khổ quá. Thưa bác,
vong linh bác và có chứng giám cho chuyện này. Bác có đi bác cứ tìm đường cứu nước cái kiểu này, giá hồi đó bác ở lại thì chắc là nước của chúng con đỡ khổ hơn nhiều, phải không ạ? Bác đường cứu cái này thì tiêu tùng. Thưa quý vị, bài báo đăng trên rất nhiều báo, các bạn, cái tin này đăng trên rất nhiều báo. Chúng tôi trích một bài đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Là trưa ngày 24 tháng 5 2011, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được thông báo của cảnh sát tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc cho biết là vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 24 tháng 5 2011, cô Hoàng Thị Nam, quê xã Thắng Hải, Phan Thiết, Bình Thuận, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1987, bị chồng là Lim Chi-won, 37 tuổi, sát hại tại nhà riêng ở huyện Cheongdo, ở tỉnh Gyeongsangbuk. Cô Nam nhập cảnh Hàn Quốc ngày 2 tháng 8 2010 và mới sinh con được có 19 ngày. Thưa quý vị, cái chuyện mà tội phạm thì ở nước nào cũng có. Nhưng mà cái điều muốn nói đây là con gái Việt Nam của chúng ta bây giờ tại sao cứ đi làm dâu xứ người và nó mới xảy ra cái thảm cảnh như thế này. Và khi đất nước mà tốt đẹp thì dĩ nhiên là không ai, tại sao không thấy con trai Việt Nam á, con gái Việt Nam, con gái các xứ khác về làm dâu Việt Nam, trong khi đất nước ta càng ngày càng phát triển, càng giàu đẹp mà cưới con gái của Việt Nam mình là cứ gả đi xứ khác. Và thưa quý vị, cái chuyện mà này thì rất rất là đau lòng. Và cái trên bài báo nói như thế này nè: hiện nay cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc khá đông, chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Vì chúng tôi nghĩ cái câu này phải ở trong ngoặc kép nha. Trong đó có phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. Trước những vụ việc xảy ra đối với phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc gần đây, trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo các cấp của Việt Nam đã nêu quan tâm về đề nghị phía Hàn Quốc tăng cường biện pháp bảo vệ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Hàn Quốc. Thưa quý vị, đây là cái ngọn thôi, cái gốc đó. Nếu mà mình muốn đó thì mình phải kiểm soát ngay ở trong nước. Và những cái cuộc môi giới hôn nhân, khi mà những cô gái Việt Nam đứng, xin lỗi quý vị, đứng trần truồng để cho đàn ông Hàn Quốc, đàn ông Trung Quốc chọn, lựa chọn, thì đó là cái nhục, cái nhục rồi, cái đau. Và cái người mà sang Việt Nam mà làm cái hành động đó thì quý vị, cái tư cách của con người nó tới đâu? Thì đó. Quý vị có bao giờ quý vị nghĩ là cái chuyện mà quý vị đi lấy vợ hoặc là quý vị cho con của quý vị lấy vợ mà là tuyển chọn như vậy, nếu mà quý vị là một người bình thường có bao giờ đi chọn một loạt các cô gái, xin lỗi, là cởi trần cởi chuồng ra trước mặt quý vị để quý vị lựa, ủa đi lấy vợ hay đi lựa cá lựa tôm? Nhưng mà đất nước mình mà nếu là... mà một con người bình thường không làm chuyện đó thì anh Hoàng Tuấn, thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ ở nước mình là có đảng nè, có nhà nước nè, có đoàn thanh niên nè, có rất nhiều đoàn thể phụ nữ nè, rồi là mặt trận nè, rất nhiều. Thế mà để cứ vẫn để cái chuyện đó nó xảy ra cho tới bây giờ cái thảm cảnh này. Và thưa quý vị, cái cô gái này đã bị những bài báo khác đăng là cô bị đâm 53 nhát. Quý vị có thể tưởng tượng nổi cái nỗi cực nhục của người phụ nữ Việt Nam. Và khi mà cái phẩm giá người phụ nữ Việt Nam bị coi rẻ như vậy thì quý vị biết là trách nhiệm ở ai rồi. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình, xin gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và xin quý vị giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần 2. Và chúng tôi xin trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đọc Báo Vàng tuần này. Bài báo kế tiếp chúng tôi có ở trên tay là bài của VN Express loan tin Ngô Bảo Châu nhận danh hiệu giáo sư xuất sắc. Ngô Bảo Châu là một trong 6 giáo sư của Đại học Chicago ở Mỹ vừa nhận được danh hiệu giáo sư xuất sắc theo bản tin của trường đại học này. Bản tin Đại học Chicago dành lượng lớn bài viết về giáo sư Ngô Bảo Châu, người vừa đạt giải Fields toán học danh giá chứng minh, xin lỗi quý vị, chứng minh bổ đề cơ bản trong chương trình Langlands. Những cái thành từ về chuyên môn về toán học thì thực sự ra chúng tôi cũng không có dành, chỉ xin đọc như vậy thôi. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi chọn cái báo này để chia sẻ với quý vị là tại vì trong cái thời gian vừa qua, sau cái vụ án của ông Cù Huy Hà Vũ đó, thì giáo sư Ngô Bảo Châu có viết trên cái trang blog riêng của mình một cái bài báo, một cái bài nhận định về cái vụ án, cái vụ xử đó thì đúng hơn. Thì trong cái bài đó thì thực sự ra, mặc dù cái bài viết rất là ngắn nhưng mà có những câu mà giáo sư Ngô Bảo Châu viết làm sóc óc những người lãnh đạo chế độ hiện nay. Và ông ta nói rằng không thể lấy cái sự ngu dốt và cái sự bất cẩn để mà bảo vệ cho chế độ được. Những cái câu nói rất nặng nề như vậy. Sau đó thì cái trang blog này không phải là bị chặn lại nhưng mà trở về với cái chế độ gọi là chế độ chỉ có mình viết mình đọc thôi, tức là không cho người khác vào đọc, thì không biết lý do như thế nào. Và báo Công an Cộng sản Việt Nam thì cũng nói xa nói gần lên tiếng phê bình cái bài viết của giáo sư Ngô Bảo Châu. Chỉ có biết có một điều thôi, thưa quý vị, là từ đó trở đi thì giáo sư Ngô Bảo Châu hình như ít xuất hiện hơn ở Việt Nam. Và chúng tôi e rằng
Hôm nay thì giáo sư Ngô Bảo Châu còn được nhận danh hiệu xuất giáo sư xuất sắc ở Mỹ, nhưng mà cũng từ ngày hôm nay chắc cũng khó mà nhận danh hiệu xuất sắc ở Việt Nam. Tức Cái là điều bây đau giờ khổ là như vậy. người ta đăng tin giáo sư Ngô Bảo Châu để người giống như là thấy sang bắt quan làm họ để là người Việt Nam, và cái này là cái danh hiệu xuất sắc là do trường Đại đại học ở học Mỹ. của Mỹ, chứ còn trong Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng chắc cũng Chắc không từ giờ thì có đi được. khó rồi, Dạ tại vì có. bây giờ nếu mà như vậy á, thì có cách nào nói rằng cái điều mà cái nhận định của giáo sư Ngô Bảo Châu nó đúng về cái vụ án của Huệ Bây Mỹ? giờ là một người trí thức tầm cỡ thế giới mà đưa ra một cái nhận xét, chẳng lẽ nói bây giờ ông là không lẽ giáo sư Ngô Bảo Châu là bị các thế lực phản động đúng không, thù địch nước ngoài Hoặc là thiếu gọi suy nghĩ là xui xui khiến là xíu thiếu suy nghĩ, hay là bọn hoặc này bọn kia thì hay không là được. nhận định non nớt Thì đấy, 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 đấy không hời được. Một 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 giáo sư mà tầm cỡ thế giới như thế hợt thì không thể nào bảo rằng là bị, không thể nào là vì động cơ là chống cộng kiếm tiền, đúng không? đúng Không rồi, thể nào là ông kiếm tiền được. hoặc là cũng không thể nói là giống như là cái cách nói trước đây là thiếu những thông tin, không được có được đầy đủ những thông tin từ quê nhà. Rồi bị cái bọn phản động nó xúi giục, nó kích động, nó có một người giỏi như vậy không ai xúi giục, không ai kích động cả. Thưa quý vị, dĩ nhiên là mấy ông cộng sản nói thì chúng ta cũng biết thừa nó như thế nào rồi. Và thưa quý vị, trong thời gian qua thì có một cái vụ cũng đau lòng, đó là một chiếc tàu gọi là người ta gọi là nhà hàng nổi Dình Ký bị chìm ở sông Đồng Nai. Và trong thời gian trước chúng ta đã nghe tin, chúng ta đã biết tin là một chiếc tàu ở Hạ Long, ở Vịnh Hạ Long ban đêm như vậy thì nó bục thủng chiếc tàu nó chìm. Bây giờ là cái chiếc tàu Dình Ký này thì dĩ nhiên cái tai nạn thì đâu nó cũng có cả, nhưng mà trong này báo chí ở trong nước là báo VN Express có đăng như thế này nè, người ta cho biết là cái con khi gặp trời mưa đó thì khi người ta kiểm soát ra đó thì lái tàu Lê Văn Đức không xuất trình được bằng lái, có nghĩa là ông này lái tàu nhưng mà không có bằng lái. Okay. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành thu thập bằng chứng và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan trong vụ án. Ông Phạm Văn Duy là giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3 cho biết bến tàu của khu du lịch xanh Dình Ký hiện hoạt động không có giấy phép. Đó. Rồi theo quy định đối với những nơi hoạt động cảng bến thủy nội địa khi đưa đón hành khách lên xuống đều phải được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Các loại phương tiện tham gia phải được kiểm điểm định kỳ theo quy định. Tuy nhiên, ông Duy cho hay bước đầu xác định hệ thống cầu phao của khu du lịch Dình Ký được làm bằng thùng phi thiếu an toàn, không đủ điều kiện cấp phép. Ngoài ra, bản thân tàu mang số hiệu là BG0394 cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày 28 tháng 1, nhưng chủ phương tiện chưa đi kiểm định lại. Nói chung là người ta chỉ làm để kiếm tiền thôi. Và những cái cơ quan chức năng trong trong nước người ta gọi như vậy để mà kiểm soát thì không có một cái biện pháp nào cả, cho nên xảy ra tình trạng này. Và cái đau xót hơn nữa đó, thưa quý vị, thi thể người mẹ vẫn ôm chặt xác con dưới đáy tàu. Ngày hôm đó là cái ngày sinh nhật của cháu bé. Thì ngày 21 tháng 5 khi những nạn nhân đầu tiên được đưa lên từ con tàu Dình Ký dưới đáy sông, nhiều người trong lực lượng cứu hộ đã bật khóc khi hai nạn nhân đầu tiên được tìm thấy chính là mẹ con chị Trần Thị Tương và cháu Quách Hồng Đạt. Dưới lớp bùn đen kịch, người mẹ vẫn còn nguyên tư thế trong phút giây tuyệt vọng cuối cùng khi ôm chặt lấy con, còn đôi tay của bé Đạt thì vẫn quàng lấy mẹ. Thì quý vị, cái chuyện tai nạn thì ở đâu nó cũng có cả, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng những người mà đi về Việt Nam du lịch đó, thì bây giờ hôm trước cũng có nhiều người khi đọc tin này mới nói với nhau, ê chuẩn bị về Việt Nam á, đừng có đi đâu hết nghe chưa, đừng có tàu bè, đừng có du lịch, đừng có gì hết trơn nghe chưa. Thì bây giờ rất là sợ, và những người đã đặt đặt tiệc đặt vé để mà cho những cái chuyến đi trên ở cái tàu Dình Ký này nè, bây giờ người ta đã gọi, người ta hủy hết. Rồi chứ không hủy sao tao chìm lên sao không hủy? Tức là trong cái những người mà chúng tôi nghĩ là không phải có một chiếc tàu này, có thể là người ta có nhiều chiếc khác nữa, thì bây giờ là người ta sợ quá. Và những cho nên chúng tôi cũng xin nhắc quý vị nào đi về Việt Nam thì cái chuyện mà về thăm gia đình hay là về cái đó là cái chuyện riêng tư của quý vị, chúng tôi không dám nói tới, nhưng mà cẩn thận nha, đi tàu đi bè để mà đi du lịch đi chỗ này chỗ kia đó, nhiều khi các ông ấy đưa xong con là đưa luôn xuống luôn dưới sông thì nó khổ lắm, rất là nguy hiểm. Xin mời anh. Thưa quý vị, mỗi lần mà bão lụt được quê nhà thì nhà nước Cộng sản Việt Nam thì kêu gọi người dân trong nước là giúp đỡ cho những nạn và nhân. cũng kêu gọi nước ngoài nữa Rồi từ từ rồi sau đó thì cái là với tay ở ngoài để kêu những khúc ruột ngàn dặm để mà gửi sự cứu trợ về cho những nạn nhân của những cơn bão lụt đó. Năm tới có lẽ không cần nữa rồi, thưa quý vị. Tại vì chúng tôi có bản tin như sau. Anh có vẻ theo dõi tình hình yeah. sát sao. Báo Tiền Phong Online
mới nhất nha, ngày 27 tháng 5 năm 2011, tức là tin mới nhất, rất mới đấy. Tồn đọng gần 22 tỷ đồng tiền cứu trợ lũ lụt. Tin từ Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình cho biết hiện còn gần 22 tỷ đồng tiền cứu trợ của các tổ chức cá nhân hỗ trợ người dân trong trận lũ lụt lịch sử đầu tháng 10 năm ngoái vẫn chưa được giải ngân. Trong đó thì tồn ở Ban Cứu trợ tỉnh gần 9 tỷ đồng, số còn lại thì ở các huyện. Nguyên nhân là do một số huyện chưa có quyết định phân bổ, một số huyện đã có phân bổ nhưng hồ sơ chứng từ chưa đầy đủ nên chưa chấp nhận quyết toán. Tức là đại khái là cái tiền nó cứ nằm đó hoài. Và dân thì cần người, tiền, dân thì cần tiền, những người đã cần tiền luôn là người ta cần tiền ngay cái lúc đó. Đúng rồi. Lúc lụt mà. Do vậy người ta cần tiền ngay cái lúc đó để giải quyết những cái khó khăn mà người dân gặp phải lúc đó, là về sau cái tình đời sống ổn định thì người ta hoặc là không cần nữa, hoặc là nếu cái sự giúp đỡ có được tốt mà không có được thì người ta cũng thể tự túc được. Thì thưa quý vị, mà đến bây giờ gần một năm sau thì tiền vẫn còn nằm nguyên đó. Thì chỉ có hai cái lý do tôi giải thích thôi. Một là thứ nhất á, là thực sự ra không có nhu cầu, không cần, không, tại vì không cần thì tiền cứ để nằm đó, chứ tiền này, hoặc là các nơi gửi tới trên đưa xuống, hoặc là bất cứ lý do nào mình có cái số tiền đó nhưng mà không có nhu cầu chi. Tức là có thể là dân không cần sự giúp đỡ. Cái nhu cầu của người dân thực sự nó không cao như là người ta phóng đại ra nhiều, cái sự thiệt hại không có nhiều. Nhiều khi người ta phóng đại đây, người ta tính kiếm tiền cứu trợ thôi. Chỉ giải thích cái lý do thứ nhất là như vậy. Thứ hai là các bố lại tính cái khoản là để lại, để lâu thì xin lỗi quý vị, nó cứ trầu nó hoa bụt. Tại vì năm tới mà ai mà nói cái chuyện cứu trợ của năm 2010 đâu, mà cái tiền đó nó quá lâu quá để ảnh mình nhắc rồi. Thì có 20 mấy tỷ đồng mình chia nhau. Chuyện xưa cũ thì chúng ta chỉ nói chuyện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước thì thôi. Thì cả hai lý do đó thì đều đưa tới một cái kết luận là lần tới chắc là có thể nói là cái vấn đề mà lũ lụt ở bên quê nhà không biết có cần cái sự hỗ trợ của đồng bào hải ngoại hay là dân chúng ở trong nước không, mà tại vì bây giờ rõ ràng là tiền dư rồi này, tiền tồn đạo này, mà chẳng ai thắc mắc gì cả. Thưa quý vị, đối với người cộng sản đó, bây giờ quý vị nghe những cái bài diễn văn trong kỳ đại hội đảng là vẫn kiên định là đi giữ chủ nghĩa Mác Lê, đúng không? Yeah. Và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà có một cái bài hát mà bây giờ người cộng sản không bao giờ dám hát, bài là do bài Quốc tế ca. Sao vậy? Bởi vì trong đó có những câu là vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên những ai mà cô thế bần hàn. Nếu mà hát cái đó lên thì cả nước Việt Nam nó vùng dậy nè. Cho nên bây giờ cái bài Quốc tế ca của những người cộng sản nhưng mà không bao giờ chúng ta nghe nhắc tới cả. Bởi vì nếu bây giờ mà đảng và nhà nước ta cho một cái vàng đồng ca mà mình sửa lại lời thì không được, như thế thì nó là không được, nó sai với đường lối Mác Lê. Thế bây giờ mà cứ cho nguyên một vàng opera của Hà Nội cứ vùng lên hơi các nô lệ thế gian, thế thì cả là 80 mấy triệu đồng bạc Việt Nam sẽ vùng lên, mà người ta xuống được hết. Thế cái đó là kẹt lớn, nó mới kẹt giữ chủ nghĩa xã hội, giữ chủ nghĩa Mác Lê, nhưng mà bài hát Quốc tế ca thì không dám hát nữa. Kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị chương trình này Đọc Báo Vẹm kỳ tới. Chương trình Đọc Báo Vẹm do Quê Hương Media thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.